mình này. Giờ mình chẳng biết lối về đường tu nghiêng ngã bồ đề đạo tâm. Từng giây phút sống trong tội lỗi căn tiên xưa quên cõi quên buồn kỳ ba mẹ xuống mượn xuồng mượn thanh đi đóng đi kịch hát tuồng cải lương tuồng nhạc hỏi minh dương hoàng đế truyền lời châu khoa lễ thời gian phút giây mẹ chứng nguyện đàn chứng lòng con hiếu sớ dân kiền thiền cầu dòng mái hoàng thiên hậu thổ chứng phương trời cứu khổ sanh linh mười phương Phật đi độ phàm tình thì qua thì hiện chứng minh tâm thiền đã đến kỳ màn tiên giết mở hai ngàn năm đua nở sen hồng có trên tam giáo cộng đồng hổ hình thường trụ mạng sông kim giai lời mẹ xuống bút khai đại đạo truyền tâm kinh Phật mẫu long đình con nào ân tóc nghi phổ ân hiện tiền tội diệt phước sinh thanh nhàn mẹ đại hỷ con căn tính đi đường tình địa hoàng vô lượng từ bi quên tàn mẫu điểm trường thi trẻ già con ráng hành y đường thiền cần cung kính khẩn nguyện từ mẫu mang sao cùng mẹ lậu quyền thế chỉ cho con biết bớt đi bờ lo tu trọn đạo đành nhờ hậu lai ngõ mùi thân mẹ khai chân lý mong con nhìn cho kỳ pháp truyền rằng là tạm giả nơi miền đình nên sai đắm lý phiền khổ thanh nơi điện ngọc cung vàng mẫu hạ xuống dương trần bát nhã mẹ chèo thương con phàm tục khổ nghèo chịu nhiều nhồi nhã nạn nghèo buổi cùng đóng lòng từ chiếu cung chính ni phẩm mẹ đâu màng dung gấm đài son hồng nhan đổ lệ vì con xuống trần mẹ phải chịu loạn thế gian thân mình ngọc gian nan mấy độ đôi mi rồng tuôn đỏ giọt sầu liên đài mẹ có thiếu đâu phòng lo tổ cốt mạng lầu đâu ham chỉ mong cho con làm phước thiện sửa đổi lòng cải thiện tâm tình nam mô vô thượng hư không diêu trì phật mẫu tác đại chứng minh
Minh Duyên Huệ Nhẫn trân trọng kính chào quý thiện nam tín nữ Phật tử gần xa, quý linh tử con căn của mẹ. Quý vị đang xem trực tiếp từ đạo tràng chùa Minh Duyên núi Vinh Bà Rịa Vũng Tàu. Hôm nay là ngày 12 tháng 10 âm lịch năm Nhâm Dần. Qua live stream này, Huệ Nhẫn xin đọc bộ kinh Long Đình Phật Mẫu để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, nhân dân an lạc. Chúc cầu quý Phật tử được thêm phước báo. Nhân đây, Huệ Nhẫn xin trân trọng thông báo và kêu gọi đến quý Phật tử chuyến công tác từ thiện tại huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông theo lời kêu gọi của Hội Chữ Thập Đỏ huyện Cư Rút, Đắk Nông vào ngày 18, 19, 20 tháng 11 nhằm ngày 25, 26 và 27 tháng 10 âm lịch để lập công đức dâng lên diêu trì Phật mẫu nhân dịp trăng 10 thập bát. Sau đại lễ trăng 10 thập bát tức 18 tháng 10, tuần lễ sau là ngày 25, Minh Duyên Huệ Nhẫn hiệp cùng phái đoàn Phật tử đến với huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông để thăm hỏi bà con dân tộc tại huyện Cư Rút, Đắk Nông, nơi thôn quê nghèo hẻo lắm. Rất mong quý Phật tử nhận được sự kêu gọi này, mỗi người thùng mì ký gạo giúp cho Huệ Nhẫn đến với bà con dân tộc huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông, chia sẻ phần nào sự ấm áp yêu thương của vị đến với đồng bào dân tộc huyện Cư Rút, Đắk Nông. Xin mẹ chứng minh cho lời nguyện này, cầu nguyện các cung các cõi gia hộ cho quý Phật tử con mẹ có nhiều sức khỏe, có nhiều tài lộc để ủng hộ cho chuyến đi, ủng hộ cho Huệ Nhẫn hoàn thành sứ mạng A Di Đà Phật. Liên đài mẹ có thiếu đâu phòng loan tổ cúc mạng lầu đâu nam, chỉ mong cho việc làm phước thiện sửa đổi lòng cải thiện tâm tình, cho nên mẹ mở lòng đình để con học đạo quyền linh đất trời. Ngày mẹ rời xa điện ngọc xuống cõi phàm lăng lóc nơi miền, mỏi mòn không lúc nào yên, cành tàn mài bật bút nghiêng diêu kề. Thương con hiền quý học đạo trường tam kỳ hoàng mẫu kim thiền, chợt nghe lòng nhớ con tiên mẹ già thổn thức nào yên giấc nồng, đêm lặng thuyền sông mẫu ước trên sông tiền ngủ trước gian nam, tình người cuộc sống bảo dâm quên tàn mạc tận cõi lòng yêu thương, từ bao kiếp nghiệp dương trôi nổi con cắn tiên quên cõi quên buồn, thành gian mãi đẻ mẹ buồn, mãi làm mẹ đỏ ngọc buông đôi hàng. Khắp thế giới mỗi phần con mẫu, cả nam nữ lỗi đạo yêu trì mẹ vì lòng quá từ bi, hằng luôn tha thứ những gì lầm sai. Thưa quý vị, chuyến công tác từ thiện tại huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông, Huệ Nhẫn nhận được sự phát tâm của bà con Phật tử Cần Đước, ni sư Thông Khánh,
Phật tử Tâm Phúc cùng bà con Phật tử hội từ thiện chùa Minh Đức, Nha Trang, Khánh Hòa. Phật tử Lê Phương, cô Phượng, cô Lệ ở Bà Địa và một số Phật tử đóng góp đã được 100 phần quà. Hiện giờ chỉ còn thiếu 1 tấn gạo và 100 thùng mì nữa là chuyến cư rút. Chuyến từ thiện tại huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông được thành tựu viên mãn. Rất mong sự phát tâm của quý vị để giúp cho chuyến công tác từ thiện được thành tựu hoàn mãn. Thưa quý vị, huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông là nơi đồng bào dân tộc sinh sống. Quệ nhẫn đến với huyện Cư Rút Đắk Nông lần này là lần thứ 5 và cảm nhận nơi đó chan chứa rất nhiều yêu thương. Bà con rất khó khăn, mùa vụ chưa tới, cho nên rất mong sự giúp đỡ của quý Phật tử. Mỗi người ký gạo thùng mì sẽ giúp cho chuyến đi của chúng tôi được thành tựu viên mãn. Xin cảm ơn và tri ân Ni Sư Thích Nữ Thông Thánh và Phật tử Tâm Phúc cùng với hội từ thiện Đạo Tràng Chùa Minh Đức, Khánh Hòa. Xin cảm ơn bà con Phật tử Cần Đước. Xin cảm ơn cô Phượng, cô Lệ, Bà Rịa. Cảm ơn Phật tử Lê Phương cùng quý Phật tử đã giúp cho đoàn và rất mong đón nhận những tình cảm của quý Phật tử để chuyến đi Cư Rút Đắk Nông được thành tựu viên mãn. Cả nam nữ lỗi đạo diêu kỳ, vì lòng mẹ quá từ bi hằng luôn tha thứ những gì lầm sai. Kỳ ba mẹ về khai chân pháp, mang sau cùng phó cập đại thừa, đọa chiều trong buổi thị trưa. Mẹ kêu cha gọi con thưa trả bài, chỉ còn có hội này kết thúc là nhiệm kỳ mẹ đúc con nông. Gọi rằng hai chữ hiệp chung đạo đời một lối diêu cung đường thiền, không phân biệt chia riêng cao thấp. Thời này con trong khắp mười phương, có hay mẹ xuống khoa trường điệp khai căn thánh hiền lương bụi tàn. Mẹ xuống trận mở màn đại hội, truyền tâm kinh chỉ lối đưa đường, chỉ cho con biết Tây Phương ba đời thường trụ Bình Dương Di Đà. Từ vạn kiếp nên qua vô số, thở vua bàn thượng cổ sơ khai, quá khứ hiện tại vị lai ba đời Đức Phật hoằng khai kim thuyền. Bát chánh đạo chân truyền Phật mẫu, tám con đường tam giáo thiên hoàng. Kỳ ba còn có một lần, một lần kỳ chót mẹ phân tỏ tường, cho nam nữ thập phương thấu hiểu thế nào là phổ chiếu Phật quang. Mẹ hiền đã xuống trần gian trụ đời, từ thở vua bàn khai tiên, mở trường hội kim thiền thanh lệ, nhắm ngõ thời khóa lễ chu kỳ.
chuyện căn hoằng pháp đề thi mạng ba kết thân chung quy cội nguồn mẹ về đời đông tuồng nhạc hội trăm lẻ tam mở lối con về khai căn niệm đạo bồ đề xuống lời pháp bày bảo mẫu phê dân tường phổ hơn trong đời đường thật phố tình bình dương miêu cổ ứng y lệnh lòng qua mẫu hạ lâm đình lập ba đời thánh y đức triều minh dương hoàng hai ngàn năm mở màn đại hội truyền tâm kinh xá tội con trần chính an đời đạo nam ban quảng khai chính nghĩa địa nàng cô ta cơ thiên lộ di đà phật mẫu mẹ xuống lời pháp ba bảo ngọc châu đạo đời lắm lại từ đầu để kịp cố khổ đau đau con mình mẹ mong trần niềm tin trọn vẹn có đất trời dung viên mầm xanh kỳ ba trổ nổ nơm cành bồ đề kết trái quả thần của mẹ diêu trì Phật mẫu đấng sanh thành thảo hoa hộ thiên ấm dương phối hiệp diệu quyền cõi nguồn thống nhất quy nguyên hàng ngày thở qua vô hình có tiếng kim giai tạo thiên lập địa mẹ đây cầm quyền vua bàn cổ lượng biên sắc tư địa mẫu hoàng điều ngữ di đà nhờ có gió thuận mưa hòa linh thần đổ khí quá ra muôn loài trên thì có cha trời ngọc đê dưới có mẹ phổ tế quần xanh bao đời truyền pháp tâm kinh giữ gìn chẳng đi đạo triều minh quang phước lộc thọ rươi ban vạn vật từ nơi người lập Phật thánh tiên nam mô vô thượng hư không diêu trì Phật mẫu ác đại chứng minh. Kính thưa quý Phật tử, quý mạnh thường quân, quý vị ân nhân kính mến, thay mặt đạo tràng chùa Minh Nguyên quỳ nhận điện Tam Tòa Thánh Mẫu, một lần nữa xin được tri ân đến toàn thể quý vị đã nhiệt tâm ủng hộ cho đạo tràng điện Tam Tòa Thánh Mẫu đến hôm nay đã được thành tựu viên mãn. Và thưa quý vị, sự phát tâm đóng góp nhiệt tâm của quý Phật tử gần xa sau khi sửa sang điện Tam Tòa Thánh Mẫu còn dư ra một số kinh phí, chúng tôi đã chia ra làm hai phần. Một phần để phát từ thiện tại huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Vừa qua ngày mùng 10 tháng 10 âm lịch năm Nhâm Dần,
và một phần để đến ngày 18, 19, 20 tháng 11 năm 2022 nhằm ngày 25, 26, 27 tháng 10 âm lịch, tức sau khánh lễ thập bát tháng 10, chúng tôi làm công đức để dâng lên cho mẹ. Một phần công đức đó, phần kinh phí còn lại sau khi sửa điện Tam Tòa Thánh Mẫu, chúng tôi góp vào quỹ từ thiện để đến với bà con dân tộc huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông. Theo lời kêu gọi của Hội Chữ Thập Đỏ huyện Cư Rút, Đắk Nông, và một lần nữa thay mặt đạo tràng chùa Minh Viên Huệ Nhẫn điện Tam Tòa Thánh Mẫu, chúng tôi xin được tri ân quý ân nhân, quý mạnh thường quân, quý Phật tử đã đóng góp sửa sang điện Tam Tòa Thánh Mẫu, kinh phí và hỗ trợ tinh thần để đến hôm nay chúng tôi làm được nhiều Phật sự. Xin được tri ân đặc biệt đến Ni Sư Thích Nữ Thông Khánh và Phật tử Tâm Phúc, cũng như đạo tràng Phật tử Hội Từ Thiện chùa Minh Đức, tỉnh Khánh Hòa. Xin được tri ân đặc biệt đến Ni Sư Thích Nữ Hậu Liên và Phật tử chùa Phổ Hòa, Đồng Nai, Phật tử Nguyễn Thị Hiếu. Xin được tri ân Võ Văn Long, Ngọc Liễu, thầy Hai Ân Nhất Pháp Danh Minh Nhân, Phật tử Ngọc Minh Nghĩa, cô Kim Ngân, xin lỗi cô Bích Ngân, cô Phượng, bà Rịa, cô Yến Bà Rịa, Nguyễn Thọ, Trịnh Tiền, Hoài Thanh, Ngọc Bích, Thắng Lê, Phan Thiết, Phan Thị Tiếp Nhung, Trần Thị Mỹ Vân, Phùng Lê Khánh Vi, gia đình Phật tử Thiện Ân, Diệu Trầm, Gò Công, Bình Xuân, Tiền Giang, vợ chồng Minh Hậu, Huệ Châu, con cậu Năm, vợ chồng Em Tài, con cậu Năm, vợ chồng Phước, con cậu Năm, cô Huệ Thông, Phật tử Diệu Nghĩa, Phật tử Thiện Duyên, Diệu Thắng, Phật tử Diệu Lô, cô Phụng, Phật tử Diệu Linh, Phật tử Diệu Tâm, mẹ của Tiger, cô Hiền, Diệu Phần, chú Bảy, Ánh Ngọc và mẹ, gia đình chú Ba Đôi, Phật tử Diệu Tụ, Phật tử Diệu Như, Phật tử Diệu Tánh, gia đình cô Thị, Nguyễn Văn Lên, Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Văn Nhân, Nguyễn Thị Hồng Liên, Nguyễn Thị Liễm, Bùi Văn Giúp, gia đình bà Mười Huệ Tưởng, Thiện Pháp, Lê Thị Anh Mỹ, Lê Thị Kiều My, Nguyễn Thị Kim Phùng, Nguyễn Thị Ra, cháu nhất. Phái đoàn Phật tử Cô Liên, Chợ Gạo, Tiền Giang, Nguyễn Thị Kiểu, Trần Thị Thu Mai, Nguyễn Thị Ánh Tiết, Nguyễn Thị Chính, Đặng Văn Phước, Thái Văn Hồng, Quỳnh Thị Đông, Nguyễn Thị Bích Liên, Nguyễn Thành Đạt, Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Võ Văn Dương, Hồ Thị Hồng Vân, Võ Thị Kim Cương, Nguyễn Thị Thùy Trinh, Phạm Thị Diễm Trang, Nguyễn Thị Kính, Nguyễn Thị Huyền, Đào Kim Hồng, Đinh Thị Ngọc Nga, Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Ngọc Thúy, Nguyễn Thị Phương Linh, Tống Thị Bảnh, Cao Thị Mộng Châu, gia đình Phật tử Thiện Minh, tức vợ chồng anh bà con cậu Năm, gia đình chú Chính, em của Thiện Ân, Phật tử Thiện Pháp, Diệu Găm, em của Phật tử Diệu Trầm, Nguyễn Khoa Nam, Nguyễn Thanh Lộc, con của Thiện Duyên, Trần Văn Thắng. Đặc biệt xin được tri ân đến chị Tiết Lương, Tiết Anh, Pháp Danh Ngọc Minh, Nguyễn, cô Phượng, Chợ Gạo, Quốc Đại, con của Trịnh Tiền, Nguyễn Thọ, Nguyễn Rung và em gái, một số Phật tử giấu tên, bà con Phật tử Cần Đước, Long An, Phạm Thị Hồng Tâm, Võ Thị Thúy Nga, Phan Thị Lan, Bất Động Sản Hồng Nghị, cô Hằng và các chị em của Ba Phụng, Trần Thị Ánh Tiết, Đoàn Thị Nhâm, tức cô Nhung, con Diệu Tầm, Long An, Kim Thủy, phái đoàn Phật tử cô Diệu Tầm, Diệu Viên, Nguyễn Thị Hai, Phan Thị Tiếp, Trần Thị My, Bùi Minh Dương, Phan Thị Hơn, Lê Minh Toàn, Nguyễn Thị Vân, Quỳnh Tấn Minh,
Đặng Thị Nhân, Lê Thị Nương, Quỳnh Thị Bắc, Tô Hoàng Anh, Hồ Minh Tiền, Vũ Thị Dung, Nguyễn Hồng Anh, Nguyễn Thị Vân, Võ Thị Thi, Võ Nhân Thành, Nguyễn Ngọc Thành, Võ Minh Mẫn, Cô Bảy Góp, Hồ Thị Úc, Lê Văn Gạt, Phạm Thị Đỏ, Phạm Nhân Thiêm. Phật tử Diệu Thần vận động cầu siêu cho Thành Thị Đính, 76 tuổi, mất ngày 17 tháng 6. Xin được tri ân gia đình Lê Thị Phương, Trần Thị Bạch Loan, Nguyễn Quốc Tuấn. Đó là phương danh của quý Mạnh Thường Quân, quý vị ân nhân Phật tử đã hồng chung để sửa sang tô điểm cho điểm tâm tòa Thánh Mẫu Chùa Minh Viên đã được trang nghiêm. Và chúng tôi Huệ Nhận, bản thân Huệ Nhận rất là ấm lòng, rất là hoan hỷ, rất là vui khi thấy sự phát tâm của quý Phật tử dành những yêu thương, những sự kính trọng đối với tâm tòa Thánh Mẫu, cũng như hỗ trợ tinh thần cho Huệ Nhận những ngang trên bước đường tu nhân học Phật của mình. Kính thưa quý vị, sau khi sửa sang điện tâm tòa Thánh Mẫu hôm nay đã được trang nghiêm và đẹp hơn xưa rất là nhiều, thì còn dư lại một số kinh phí, cho nên chúng tôi chia ra làm hai phần. Một phần chúng tôi phát 100 phần quà tại huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp, ngày 10 tháng 10 âm lịch vừa qua đã được trang nghiêm, đã được quan hỷ. Và còn một phần thì chúng tôi sẽ hùng hào chuyến đi từ thiện tiếp theo tại huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông vào ngày 18, 19, 20 tháng 11 năm 2022, nhằm ngày 25, 26 và 27 tháng 10 âm lịch năm Nhâm Dần, nhân cái dịp đại lễ Thập Bát Tháng 10 dâng lên diêu trì Phật Mẫu để trình với mẹ mừng ngày khánh tế của mẹ. Chúng ta làm được một việc Phật sự, đó là chúng ta đến với huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông để thăm hỏi bà con đồng bào dân tộc ở nơi đó cũng rất là khó khăn. Và thưa quý Phật tử là Huệ Nhẫn đi chuyến đi này là lần thứ 5, cho nên Huệ Nhẫn cảm nhận được ở nơi đó rất là cần chúng ta, và cần nhất là những món quà tinh thần trong khi chờ mùa vụ tới. Cho nên chúng ta đến thăm hỏi trong cái lúc này rất là đúng lúc, kịp lúc. Và nếu như quý Phật tử, quý vị ân nhân Mạnh Thường Quân có thương Huệ Nhẫn, thương kính mẹ Phật Mẫu diêu trì nhân ngày khánh thọ của mẹ, ngày Thập Bát Tháng 10, thì chúng ta cũng làm một việc ý nghĩa này để dâng công lên cho mẹ. Huệ Nhẫn cũng mong là mỗi người đóng góp ký gạo thùng mì. Hiện nay thì chúng ta đã được 100 phần rồi, giờ đây Huệ Nhẫn chỉ cần 1 tấn gạo và 100 thùng mì nữa là chúng ta đã đủ đến với bà con dân tộc của Cư Rút, Đắk Nông theo sự phát nguyện của mình. Một lần nữa xin được tri ân quý vị rất là nhiều. Hiện nay chúng tôi nhận được 100 phần quà của sự phát tâm hùng của là thứ nhất là Phật Ni Sư Thích Nữ Thông Khánh, Phật tử Tâm Phúc và Hội Từ Thiện Chùa Minh Đức Khánh Hòa, của bà con Phật tử Cần Đức Long An, cô Phượng, cô Lệ ở Bà Rịa, đặc biệt là cô Lê Phương, cô Phương ở thành phố Hồ Chí Minh. Rất là nhiều quý Phật tử đã đóng góp được 100 phần quà rồi, như vậy là chỉ còn thiếu 100 phần nữa. Hy vọng rằng bà con Phật tử thương Huệ Nhẫn, mọi người cứ nghĩ thương Huệ Nhẫn, cho Huệ Nhẫn đi, Huệ Nhẫn cảm ơn. Huệ Nhẫn đem công đức này đến chia sẻ tới bà con ở Cư Rút, Đắk Nông để lập công đức dâng lên mẹ ngày Thập Bát Tháng 10. Huệ Nhẫn cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mọi người có ý kiến gì không ? Có ai đăng ký ủng hộ giúp lên giơ tay lên mở hàng giùm buổi tối hôm nay cho hơn không ? Dạ chào ông Bảo Tế, chào Hồng Văn, chào Ngọc Phượng, chào Nguyễn Thọ,
chào hết bà con đang xem livestream trên màn ảnh nhỏ điện thoại của mình. Quý vị đang xem trực tiếp từ chùa Minh Viên. Hôm nay là ngày 12 tháng 10 âm lịch năm Nhâm Dần. Nữa hả, cô Tâm Phúc ủng hộ nữa hả? Dạ, cảm ơn cô Tâm Phúc với bà con Phật tử chùa Minh Đức nhiều. Dạ, xin tri ân rất là nhiều à. Một trăm thùng mì rồi, còn thiếu một tấn gạo nữa nha bà con, mình ráng ủng hộ dùm Quy Nhẫn nha. Một tấn gạo nữa là Quy Nhẫn yên lòng ra đi rồi đó. An lòng đến với bà con cư rốt Đắk Nông chứ. Từ đầu cho chí cuối thì cô Tâm Phúc là một Phật tử của chùa Minh Đức ở Khánh Hòa, với sư phụ là Thích Nữ Thông Khánh, cùng với bà con Phật tử ở chùa Minh Đức đã ủng hộ 80%. Xin Quỳ Nhẫn xong có nói bao nhiêu tiền, nhưng Quỳ Nhẫn thưa quý vị là 80% sửa chữa điện Tam Tòa Thánh Mẫu là do đạo tràng chùa Minh Đức, đặc biệt là ni sư Thích Nữ Thông Khánh trụ trì chùa Minh Đức và Phật tử Tâm Phúc cũng như quý Phật tử chùa Minh Đức đã ủng hộ 80% để sửa chữa lại điện Tam Tòa Thánh Mẫu và 100 phần quà đến với bà con huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông. Thay mặt cho đạo tràng chùa Minh Viên, ban thường vụ hội chữ thập đỏ thị xã Phú Mỹ, chữ thập đỏ chùa Minh Viên và ban quý tế điện Tam Tòa Thánh Mẫu xin được tri ân với sự chân thành quý kính nhất của bổn hội của đạo tràng chùa Minh Viên và tất cả ban quý tế đến với ni sư Thích Nữ Thông Khánh trụ trì chùa Minh Đức, bà con Phật tử và đặc biệt là Phật tử Tâm Phúc đã dành những tình cảm sâu sắc và những niềm kính trọng nhất đối với Tam Tòa Thánh Mẫu. Quý vị đã không ngại trong cuộc sống khó khăn, đã nhịn ăn bớt mặt, dành những tình cảm đặc biệt và đã dành tịnh tài để sửa chữa điện Tam Tòa Thánh Mẫu sau khi sự cố chập điện tại chùa Minh Viên. Điện Tam Tòa Thánh Mẫu ngày 25 tháng 9 âm lịch vừa rồi, chúng tôi rất là xúc động khi sự phát tâm mà vô cùng vô quý tí của quý vị. Thật ra thì quý vị cũng thấy rằng bà con Phật tử chùa Minh Viên chúng ta rất là khó khăn, phải nói rằng rất là khó khăn, nhưng mà cái tình của quý vị cũng phải nói rằng vô cùng to lớn. Thì một con vỗ cánh cả đàn bay theo, cái điều mà chúng ta làm phước làm thiện, sự phát tâm của quý vị là công đức vô lượng to lớn, nhưng mà chúng tôi cũng phải xét thấy rằng là chúng tôi phải cố gắng tu hành và làm những việc đúng, việc đúng chánh pháp thì long thần hộ pháp mới xây chuyển. Bằng như quý vị thấy đó, thì những việc mà khi quý vị phát tâm ra thì công thần hộ pháp xây chuyển, cha mẹ xây chuyển cho Phật tử. Chứ thật ra quý vị là người xuất gia từ nhỏ thì không làm gì ra tiền, không làm gì ra tịnh tài cả, chỉ biết tu hành hồi hướng cho quý vị, và từ chỗ đó ráng cố gắng để tu và tu cho quý vị thương yêu trợ giúp. Dạ, nghe Quỳ Nhẫn nói xúc động quá, cô Tâm Phúc làm luôn tấn gạo. Dạ, cảm ơn cô rất là nhiều. Vậy thôi đủ rồi, không xin nữa. Rồi, ai có lỡ cho rồi thì để dành vô hỗ trợ phát sinh nhé. Đến đó vậy chứ Quỳ Nhẫn thấy lúc nào Quỳ Nhẫn đến đó, Quỳ Nhẫn thấy mấy em học sinh đó. Quý vị mà giống ở đây cô Phượng đâu đã có đi rồi thì biết, có nhiều người đang xem trên livestream, mà có số cũng từng đi đến đó rồi.
Quỷ Nhẫn đến đó thì phát quà cho bà con xong rồi Quỷ Nhẫn hay vô mấy cái trường nội trú. Quỷ Nhẫn cho mấy em mỗi đứa phần quà nhỏ nhỏ 10.000 10.000. Lần nào Quỷ Nhẫn cũng cho 500 đến 1.000 phần. Cái đó là tiền túi của mình, năm nào cũng vậy, lần nào cũng vậy. Cho nên là lỡ có ai ủng hộ rồi Quỷ Nhẫn cũng có trả lại nha. Quỷ Nhẫn làm thêm cái phần quà nhỏ để cho mấy em ở trên đó. Quý vị coi trên phóng sự rồi đó, mấy em học sinh dân tộc ở trên đó có lắm. Một phần quà quý báu lắm, người ta không có đòi tiền. Đặc biệt bà con trên đó không có cần tiền nha quý vị. Bà con dân tộc trên đó không có xài tiền. Mình chỉ cho 10 ký gạo, thùng mì. Rồi được thì mình cho nước mắm nè, dầu ăn nè, đường, bột ngọt, những cái đó là thiết thực. Còn tiền là người ta không có nhận đâu. Người ta cho, người ta lắc, người ta cũng đem ra ngoài người ta dùng. Có lần tụi tôi cho tiền 100.000 bỏ trong cái bì thơ, trao người ta xong lát ra thấy ngoài ngã ba đường người ta dục một đống đó. Người ta sợ trong cái bì thơ đó có giấy truyền đơn hay gì đó, người ta không có nhận. Cái này là sự thật luôn chứ không phải là nói cho quý Phật tử vui. Riêng ai thì mình không biết, nhưng mà đoàn Quỷ Nhẫn tình đến đó. Còn bà mấy em học sinh đó, khó khăn lắm. Quý vị thấy trưa là nấu rau má, rau muống, rồi nấu mì, ăn cực khổ lắm. Quỷ Nhẫn đi tới đó, tới Quỷ Nhẫn ở nhà, Quỷ Nhẫn làm 500, 1.000 phần quà, khoảng 10.000 một phần thôi. 10.000 đồng một phần thôi chứ không có nhiều. Gồm có mấy cái bánh của mấy đứa thích ăn đó, chỉ là một hộp sữa, như vậy thôi, chứ một chút ít kẹo. Thì mấy em vui lắm, mấy em mừng lắm. Rồi mình sống lại cái tuổi thơ của mình, cho nên Quỷ Nhẫn mừng lắm. Thì Quỷ Nhẫn đến đây là lần thứ 5 rồi, cho nên thì đủ duyên thì bà con ủng hộ thương. Quỷ Nhẫn cảm ơn nhiều. Một lần đi xa lắm, từ ở chùa Minh Viên mình tới đó là 380 cây số lận, đi hơn 10 tiếng đồng hồ. Cho nên một lần đi một lần đáng. Rồi xong cái đi phát quà xong, buổi chiều mình đi lên Buôn Ma Thuột, đi qua cái mảng đôn, mình mua con voi mình cởi về. Mình mua con voi mình cởi về chùa, chừng nào tới tới. Còn bạn đi thì mình đã hợp đồng xe rồi, đầy đủ hết rồi. Dạ, chào quý Phật tử. Có ai có ý kiến gì nữa không ạ? Còn ai đóng góp gì nữa không? Vui lắm. Quý Phật tử mình mà một lần nữa Quỷ Nhẫn nhắc nha. Ngày đi là 25 âm lịch tháng 10, ngày về là 7. Tức là thứ 6 mình đi, chủ nhật mình về. Bà con mình ai có thời gian thì đăng ký Quỷ Nhẫn. Quỷ Nhẫn cho xe tới rước tại chỗ của mình luôn, để mình gom mình đi. Rồi cái mình đi mình chỉ phụ tiền xe lại thôi, chứ thầy không có bao được, thầy không có khả năng. Thầy chỉ kêu dựng xe rồi mình đi bao nhiêu người mình hùng lại mình trả tiền xe thôi. Còn ăn thì có gì ăn nấy, không có tốn gì hết. Rồi còn ai có ý kiến gì không? Không có ý kiến thì mình nghỉ nha. Đủ vốn rồi. Dạ mô Phật Quỷ Nhẫn xin chào mọi người nha. Chúc mọi người có một đêm thật là ngon giấc, an lạc và thành đạt nha.